Xin mến chào các bạn nha, hôm nay mình đến với lễ hội máy cổ miền Nam các bạn. Đây là đang tổ chức ở Tân Túc, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì hôm nay là có những cái máy độc lạ. Thì hôm nay mình có cái gì thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái máy ha. Thì ở đây là tổ chức chỗ anh Sáng máy cổ các bạn. Thì có rất là nhiều thành viên để tham gia. Trước tiên vô thì mình thấy là đập vào mắt mình là một chiếc máy cài cổ các bạn. Máy cài cổ đang mang cái động cơ là Yanma S10. Thì HP á, là nó là 10 HP, từ 10 cho tới 12 ha. Dòng cô là 1600 các bạn. Đó. Thì đây là của Tân Phúc Tan, của cửa hàng các bạn. Đây là số điện thoại của cửa hàng. Rồi, đây là cái máy cài S10 các bạn. Cái ghế này cái rất là độc đáo ha. Rồi luôn thời gian đây các bạn. Đây là cái máy S10. Thì cái máy này là cái máy zin ở trên cái dàn máy cài này luôn các bạn. Máy zin luôn. Đây, đang quay cái vòng cớ các bạn. Rồi, cái máy này là cái máy dân ma cổ, mình cũng không biết cái máy gì luôn. Cái đó là mình quay sơ sơ cho anh em sơ thôi. Rồi. Đó. Thì cái máy này là cái máy NT 110 các bạn, NT 110 ha. Dòng tô của nó là 1100, 1200 ha. Rồi, tiếp theo mình cùng xem cái máy này các bạn. Cái máy này là cái máy NT 22Y các bạn. Thì nó sản xuất năm 1955 các bạn. Rồi nó khoảng 20-23 ngựa. Dòng tua của nó là khoảng 900 tới 1000 dòng tua các bạn. Đó, máy này thì máy của Nhật. Đó, thì Vũ Đồng Tháp này, cái này là của anh Vũ Đồng Tháp, cái Zalo của anh đây. Máy đây. Thì cái máy này nó nặng gần cả tấn luôn các bạn. Tấn hơn tấn lận. Rồi tiếp theo mình cùng xem cái máy này ha. Từ cái máy nhỏ tới máy lớn rất là nhiều. Cái mình xem cái máy này. Cái máy này là cái máy N15 các bạn. N15Y á. Sản xuất năm 1955 ha. Thì nó là 13 tới 16 HP. Dòng tua của nó là 1200 tới 1300. Máy này của Nhật sản xuất. Đây là của anh Sáng á. Tiếp theo mình cùng xem cái máy này ha. Máy này là cái máy dân ba. Cái máy này là cái máy dân ma. Model của nó là 6KD 1985 1185 dòng tua các bạn. Cây nổ các bạn, làm cái củ đề á, máy này làm cái củ đề cho cái máy đó ha. Cái máy này là nó là BS Yanma động cơ diesel ha. Yanma động cơ diesel BS 11, nó là 11 nữa các bạn. Dòng tua của nó là 1400.
của anh Sáng các bạn. Anh Sáng YouTube Sáng Máy Hai Bánh Đà ha, Zalo của anh đây. Ở đây đây là động cơ, này là động cơ hai này. Này nó quay là nó quay tay trái được, quay tay phải được và quay luôn cái bánh chớn được các bạn. Ở đây rồi tiếp theo mình cùng xem cái Yamaha động cơ diesel N222i ha. Ngày sản xuất của nó là ngày sản xuất của nó là 1955 các bạn, 1955. Là động cơ này nó từ 20 tới 23 ngựa, dòng tua là 900 vòng cho 1.000 vòng cho 1 phút, từ 900 cho tới 1.000 vòng phút. Thì cái máy này nó nặng hơn 700 kg các bạn. Máy này nặng hơn 700 kg. Rồi đây là những cái máy cổ các bạn. Thì những cái máy cổ này nó có tuổi đời là 70-80 cho tới 100 năm các bạn. Đó. Đây. Cái này là nó là cái máy cổ này là nó là 3 ngựa rưỡi các bạn. Dòng tua của nó là 600 vòng trên 1 phút. Ha. Máy này là dòng tua của nó là 600 vòng trên 1 phút là nó là 3 ngựa rưỡi ha. Nó khởi động bằng xăng với dầu hôi các bạn. Máy này là của anh Sáng ha. Đây Sáng số điện thoại của anh đây. Thì nó là sản xuất năm 1922 các bạn. Rồi tiếp theo dùng cái máy này. Cái máy này nó động cơ diesel. Máy này là nó là máy Kubota chạy xăng dầu hôi. Nó là 3 ngựa các bạn. Dòng tua của nó là 650 vòng trên 1 phút. Rồi tiếp theo máy này. Máy này là máy nó cũng là 3 ngựa. Dòng tua 650. Sản xuất năm 1920. Rồi tiếp theo cái máy này. Máy này rất là đẹp các bạn. Máy này rất là đẹp. Thì những cái dòng máy cổ mà loại máy này là thấy lượng cuộc càng của nó như thế này hết trơn á. Thì Kubota nó là 3 HP. Máy bự gì mà Kubota này là nó 3 HP hả bạn. Nó chạy bằng dầu hôi, khởi động bằng xăng đó. Là nó xin ngày sản xuất của nó là ngày 1926 các bạn. Thì nó tuổi đời của nó là khoảng 70-80-100 năm hết rồi. Máy này đã có sơn lại ha, rất là đẹp. Rồi những cái máy xăng huyền thoại ha, Kule. Thì tuổi Kule này thì 70-80-100 năm hết rồi bạn. Còn cái máy này nữa. Thì cái máy này là cái Kule này á, là nó có luôn cái càng này là từ hồi thời đó giờ đem sử dụng tới bây giờ luôn các bạn. Thì sản xuất nó là 1936, 4 ngựa, 4 HP các bạn. K91, model của nó là K91 ha. Thì do Mỹ sản xuất. Đây số điện thoại của anh Vũ là Vũ Đồng Tháp các bạn. Thì đây. Thì ở đây là cái tâm này, cái tâm riêng của nó luôn, cái đồng riêng của nó luôn các bạn. Thì cái này là từng đi chống Mỹ, chống Pháp là những cái máy như thế này các bạn. Rồi đây là những cái máy cổ. Thì máy này nó cũng là 3 ngựa các bạn. 3 ngựa do Mỹ, do Kubota 3 ngựa. Chạy dầu hôi khởi động bằng xăng. Rồi đây đang quay cái máy này. Cái máy này nó hơi lạ đấy.
mình quay cho các bạn xem ha. Máy này thì nó là Cute Aqua nha. À, 3 FP 1000 dòng tua nó là 1000. Mắt dịp hình Hồ Văn Lạc. Máy dầu cổ dễ ăn Bình Dương. Rồi ở đây những cái máy này nữa. Rồi bây giờ thì mình ra ngoài kia mình để quay cho các bạn xem cẩu cái máy cẩu cái máy dầu khổng lồ của đến từ Đồng Nai. Đến giao lưu chơi với anh em. Vậy là ba máy này là ba hãng khác nhau của nhà của anh. Đây các bạn đến giới thiệu đến các bạn, đây là một chủ sở hữu ba cái máy khủng đến từ Đồng Nai. Đây các bạn thì có ba cái máy khổng lồ đến từ Đồng Nai thì để xuống đây rồi lát nó khởi động quay cho các bạn xem ha. Cái này đổ cái máy này là của quá trời hay đủ rồi các bạn. Cái nước bản là cái đủ quá dài rồi. Việt Nam cho nó nghĩ thì chắc không có được con quá. Cái này là của anh, để cho từ máy này là của anh Tâm đến từ Đồng Nai các bạn. Máy này như là của anh hay gì đó, lát nữa mình tham khảo chính xác rồi ha. Đây còn những cái máy trên kia và khủng hơn nữa các bạn. Máy này thì một bánh trấn ha. Cái máy này nó nặng mà anh chưa có nắm bao nhiêu ký vậy anh Tâm? Anh chưa có nắm cái bọc. Dạ. Cái máy này xuất xứ từ đâu anh? Cái giờ này chắc em nghĩ là Đức á, chưa có cái lịch sử mà mấy cái kia thì có. Nó hiểu gì với anh? Nó để chữ Handphone. Dạ. Để chữ Handphone. Dạ, Handphone hả? Máy này thì mình chưa biết là xuất xứ của Đức. Cái máy này thì nó là của Đức các bạn. Bây giờ cái này máy này em tra cứu Google. Máy này đúng kiểu cổ luôn các bạn. Ủa rồi nó chạy nước nó từ đâu anh, nước nó bơm gì từ đâu? Nước nguồn nước đây nè, nguồn nước máy bơm đây. Dạ dạ. Nước đây ha. Cái này nó bao nhiêu ngựa biết không anh? Cái này bây giờ anh em không có nắm được. Không biết là bao nhiêu ngựa. Tích 6. Dạ. Bích tông tích 6. Bích tông một tích 6. Tri Google rồi nó không có. Dạ. Cái máy là bích tông một tích 6 các bạn. Cái cò của nó là ở đây ha. Rồi đây các bạn. Để đo cho các bạn cặp đũa của nó là 1 gà, 2 gà, 3 gà. Là cái cò của nó là cỡ 7 tấc đó các bạn. Cái cò của nó, cò chú bắp của nó là 7 tấc đó các bạn. Máy này thì anh nói là của Đức các bạn. Sức nặng không biết bao nhiêu, bích trong là sắt mét. Quá bự. Thì các bạn thấy là mình đứng tới ngực mình luôn nè. Cái bánh trớn của nó là mình đứng tới ngực mình luôn đó các bạn. Mình cao 1m65 mình đứng tới ngực cái máy này. Cái máy này là cái bánh trớn đứng tới ngực. Đó là khủng. Cái khởi động bằng quay các bạn. Thì máy này cũng chậm tua thôi. Đây các bạn, đây là những cái máy khổng lồ của Nhật, của anh, của Đức ha. Thì cái máy trên xe đang nằm là cái máy của Nhật, còn cái máy đang cẩu xuống là của anh các bạn. Và đây là một cái máy nằm ở dưới là của Đức các bạn. Thì tất cả những cái máy này là có tuổi đời lên đến cả 100 năm các bạn. Thì những cái máy này á, thật sự mà nói rất là hiếm gặp khi mà 3-4 cái máy mà nó đang hoạt động mà nằm một chỗ như thế này để cho anh em mình cùng xem và nghiên cứu các bạn. Dạng như là những cái máy này là cái máy em yêu khoa học các bạn. Máy để dành đưa vào sách vở nhà trường á. Để cho là nghiên cứu. Là
là cái cũng như là cái kiểu xem lại ngày xưa đó là chạy bằng cái máy như thế nào và cái cách vận động như thế nào ha. Đó. Đây các bạn, máy khổng lồ. Máy này thì chắc ăn là nó sẽ hơn 1 tấn các bạn, nó từ 1 tấn mấy tại sắt rất là đặc luôn. À, cái bánh của nó, cái bánh chớn của nó là cả mét đó bạn, đường kính của nó đó, từ bên này qua tới bên kia là cả 1 mét đó. Cái máy này là Yamaha H20 ha, Yamaha động cơ diesel H20, hai bánh chớn cộng kép ha. Thì chắc ăn là cái dòng tua của nó thì sẽ chậm thôi, nhưng mà cái lực kéo của nó rất là lớn ha, lực kéo nó rất là lớn để dành làm công việc là ép mía đường hay hoặc là bơm đường nước, là dạng như là bơm đường nước cho là những cái đường nước lớn các bạn, đường nước thì nó khá là bự và còn một chiếc máy ở trên kia nữa, do đó nên mấy anh phải sắp xếp cho nó phù hợp để mà mở cái cuộc chơi các bạn. Ở đây là anh em chủ yếu là chơi cái này, là chủ yếu là đem xuống xem ngắm thôi ha. Chứ nữa thì khởi động anh em nhớ đón xem những cái tập tiếp theo ha, khởi động như thế nào. Thì nói chung là nó cái bánh xe này á, nó kiểu như là bánh xe bò vậy đó bạn. Đó, Yamaha diesel H20. Máy này thì nếu mà ngày xưa đó thì phải dành mà ép mía đường một cái thì thôi hết chảy luôn các bạn. Quá đúng rồi, khổng lồ ha. Bạn thấy khổng lồ các bạn. Đây các bạn, đây là cái cây cò của cái máy Yamaha động cơ diesel H20 các bạn. Thì cái máy này, cái bô của nó nè, cái đường kính cái bô của nó là 2,5 tấc các bạn. À, thì quay tổng thể cái máy này thì làm khá là tốn sắt các bạn, rất là dày. Thì cái bánh này từ ở dưới lên tới trên là khoảng 1 mét đó, đường kính của nó là 1 mét. Cái bánh đà nè các bạn. Rồi cái bô, cái cò của nó nè các bạn thấy nè, một gang tay của mình luôn, cò gang tay gang của mình là 2,2 tấc các bạn. Cái bô khói của nó nè rất là dày, hai bánh đà. Máy này thì mình cũng không biết nó nặng bao nhiêu luôn, dữ lắm là dữ. Cái bên này nè, ôi nó bự, bự má ơi luôn. Thì tiếp theo là mình cùng xem một cái động cơ của anh ha bạn. Đây các bạn quay ha. Đó đó, cái này chứ. Cái quay này của ông nào không biết nữa, nó nặng dữ lắm, là nặng luôn các bạn ơi. Đó, kỹ xếp. Cái quay này các bạn. Đây cái máy này thì của anh đó bạn. Máy của anh nè. Cho hở ra đường chứ. Cái máy này chạm bá lửa luôn. Máy này thường là kéo cái công việc như là nhà máy xin lúa hay hoặc là ép mía đường
hay hoặc là bơm đường nước của những cái bơm đường nước lớn đó lại. Cái này nó kéo kinh khủng lắm. Máy này thì nói chung ba cái máy này thì làm cái tốn sắt rất là nhiều các bạn. ba cái máy này tốn sắt rất là nhiều. Cái đó là cái thực tế mình thấy. Còn cái chất xám thì cũng rất là nhiều luôn. Đó thì nghiên cứu được mấy cái máy này là dạng mấy cái máy đời đầu của các bạn. Mấy cái máy đời đầu, nó đúng kiểu là máy đời đầu là dày dặn chắc chắn là nó đó các bạn. Nồi đồng cỡ đá ha. Rồi mình sẽ mời anh em và các bạn xem chi tiết ba cái máy này một lát nữa. Nó sẽ nổ lên thì mình sẽ làm một cái tập 2 nữa các bạn. Tại vì nó dài quá anh em không có cái thời gian xem ha. Đó. Rồi anh em nhờ mời anh em đón tiếp xem tập 2 sẽ chi tiết về ba cái máy này nổ lên. Hiện tại thì cái máy này thì tốn sắt rất là nhiều. Những cái máy đời đầu thì thôi khỏi nói rồi. Dày dặn, kinh khủng.